Rồi, hoàn tiện xin nhân kính chào toàn thể anh em đam mê bộ môn kịch cả nha. Đấy. Thì hôm nay em xin giới thiệu với toàn thể anh em một cái lô máy chuyên đánh gân lóc lơi bình. Đấy, cái lô máy này. Thì đây cũng có ba cái máy 12 và hai cái máy 14. Đấy, em đang chuẩn bị đóng hàng để gửi đi cho những anh em đã đặt hàng trong bên em tuần trước. Đấy. Những anh em nào đã đặt tuần trước thì tuần này em sẽ đến thủ làm và gửi luôn. Đấy, thì hiện tại đây là 7 giờ 30 sáng nhé. Đấy, hiện như là 7 giờ 30 sáng ngày thứ hai. Thì em sẽ đóng hàng và gửi đi luôn. Đấy. Thì tí nữa là em sẽ là đóng cái lắp nắp này vào. Đấy, cho kín máy và sẽ gửi đi. Đấy, cái mẫu này là cái mẫu lươn lọc lấy pin nhé. Đấy, tất cả các cái mẫu lươn lọc lấy pin bên em mà thì không có cả cái mẫu 12, 14, rồi cả cái mẫu 10. Đấy, và cả cái mẫu 4 phát. Rất là nhiều các cái mẫu lân lọc lưỡi bình. Đấy, thiết kế rất là chắc chắn luôn. Đấy, thì em cũng trả hàng và thông báo đến anh em. Thì anh em nào đã đặt hàng thì gửi anh chị nhé, em sẽ gửi sớm luôn. Vì mùa này thì đang vào cái mùa mưa, cá nó khá là sục. Thì anh em cũng khá là cần máy, em sẽ tiếp tục làm và gửi luôn. Thì cơ sở bên em nói chung là đang khá là kín việc anh em nhé, anh em cũng thông cảm vì hiện tại bữa nay là máy đang quá tải, máy quá tải ghê lắm mà em không 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 dám kê thêm thợ đâu vì cái số lượng máy nó đi nhiều mà đôi lúc mình không quản được cái công việc của thợ làm, đôi lúc nó sinh ra cả cái máy kém chất lượng ấy, nên là em cũng cay ghê lắm chứ không kê thêm thợ đâu. Còn là mua bảy bên em thì anh em cứ yên tâm, thì có gì thì anh em cứ liên hệ trực tiếp qua Zalo này này. Đấy, thì Hoàng Tiến sẽ gọi lại và tư vấn cho anh em nhé. Đấy, còn cũng nói trước luôn là anh em phàn nàn về Hoàng Tiến rất là nhiều và về các cái trường hợp mà mua máy về đánh không được, rồi là nói chung là nhiều lắm, mua máy về đánh không được này, rồi mua máy về gọi điện không nghe máy. Đấy, nhắn tin thì người ta không trả lời và rất nhiều cái đơn là gửi về cho em. Đấy. Coi như là làm lại máy của họ luôn, buồn lắm. Đấy, thì anh em mua hàng thì cân nhắc nhé. Còn thì máy thì 10 cái như một kêu rất là đẹp, ok đó anh em nhé. Thì đây, anh em nào cần thì cứ liên hệ qua số điện thoại này nhé, em tư vấn nhé. Hàng bảo đảm bảo về để là chuẩn chỉ, không có chuyện cả chất lượng đâu. Rồi, chào anh em nha.